Xin chào các em đến với tiết học vật lý, phân môn điện từ học. Sau đây cô sẽ trình bày nội dung bài điện tích và định luật Coulomb. Phần thứ nhất, điện tích. Khái niệm về điện tích cũng như các đặc điểm của đại lượng vật lý này, các em đã được tìm hiểu ở chương trình vật lý trung học cơ sở và trung học phổ thông. Trong bài diễn này, cô sẽ liệt kê các nội dung trọng tâm mà các em cần phải nắm vững. Đầu tiên, điện tích là đại lượng vật lý được ký hiệu là chữ Q, đơn vị là Coulomb, viết tắt là chữ C. Điện tích của chúng ta được phân làm hai loại, đó là điện tích dương và điện tích âm. Tương tác giữa hai điện tích này, đó là nếu hai điện tích cùng dấu đặt gần nhau thì đẩy nhau. Nếu hai điện tích trái dấu đặt gần nhau thì sẽ hút nhau. Điện tích nguyên tố, đó chính là điện lượng điện tích nhỏ nhất không thể phân chia, ký hiệu là chữ E và giá trị của nó là 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 Coulomb. Quan sát các thí nghiệm sau. Thứ nhất, quả bóng sau khi cọ sát với tóc có khả năng hút các sợi tóc. Thứ hai, thanh nhựa sau khi cọ sát với vải thì thanh nhựa có khả năng hút được chai nước rỗng. Thứ ba, quả bóng sau khi cọ sát làm cong dòng nước chảy. Cả ba thí nghiệm trên đều cho thấy quả bóng và thanh nhựa là những vật nhiễm điện. Vậy để nhiễm điện cho một vật, chúng ta có 3 cách. 1 là cọ sát, 2 là tiếp xúc, 3 là hưởng ứng. Thứ hai, cô sẽ trình bày về thuyết electron. Bình thường, một nguyên tử nó sẽ trung hòa về điện, được tạo bởi hạt nhân mang điện tích dương và lớp vỏ electron mang điện tích âm. Hạt electron có khối lượng rất là nhỏ và dễ dàng di chuyển tự do. Nó dễ dàng bước ra khỏi liên kết để trở thành electron tự do. Thuyết electron đã dựa vào sự có mặt và chuyển động của electron để giải thích một số hiện tượng điện từ. Ví dụ như sự hình thành của ion dương, vật nhiễm điện dương, hay ion âm, vật nhiễm điện âm. Vậy, một vật chứa nhiều điện tích tự do thì chúng ta gọi là vật dẫn điện. Một vật chứa rất ít hoặc không có điện tích tự do, chúng ta gọi là điện môi. Ngoài ra, ngày nay các nhà khoa học còn chế tạo và sản xuất ra chất bán dẫn và siêu dẫn. Các em có thể tìm hiểu thêm. Vậy, thực chất thì điện tích của chúng ta nó sẽ di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Nếu xét trong một hệ cô lập về điện thì tổng đại số các điện tích luôn là một hằng số. Đây cũng chính là nội dung của định luật bảo toàn điện tích. Ở phần 1 La Mã, cô đã vừa nêu lên định tính về tương tác giữa các điện tích, cùng dấu thì đẩy, trái dấu thì hút. Sau đây chúng ta sẽ qua phần 2 La Mã để tìm hiểu định lượng tương tác giữa các điện tích thế nào qua nội dung định luật Coulomb. Nghiệm nhà khoa học Coulomb đã tổng kết được lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong chân không, lực tĩnh điện hay còn gọi là lực Coulomb. Nó sẽ có các đặc điểm sau đây. Điểm đặt tại hai điện tích điểm đó. Về phương, trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó. Về chiều, hướng vào nếu hai điện tích trái dấu, hướng ra nếu hai điện tích cùng dấu. Và độ lớn của nó tỷ lệ thuận với tích hai điện tích điểm và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. Đây là nội dung trọng tâm của bài học, các bạn cần phải nắm vững cho cô nội dung định luật Coulomb này: điểm đặt, phương, chiều, độ lớn. Từ đó, công thức lực tương tác giữa hai điện tích điểm hay lực tĩnh điện, lực Coulomb, F bằng F12 bằng F21 bằng K tuyệt đối Q1, Q2 chia cho R bình. Trong đó F12, F21 đó chính là lực tương tác giữa điện tích 1 lên điện tích 2 và điện tích 2 lên điện tích 1. Nó bằng nhau theo định luật 3 Newton.
K, đây là hằng số điện có giá trị là 9 nhân 10 mũ 9. Q1 và Q2 đó chính là điện giá trị điện tích của hai điện tích điểm. Và R là khoảng cách giữa hai điện tích điểm. Công thức này là áp dụng trong môi trường chân không. Nếu như chúng ta xét trong môi trường có hằng số điện mol epsilon thì lực Coulomb của chúng ta sẽ giảm đi epsilon lần. F lúc này bằng F12 bằng F21 bằng K trị tuyệt đối Q1 Q2 chia cho epsilon R bình. Nếu như có nhiều điện tích điểm thì lúc này lực tương tác tĩnh điện do nhiều điện tích điểm lên một điện tích điểm nó chính là tổng hợp các vector F1, F2, F3 do các điện tích Q1, Q2, Q3 lên một điện tích mà chúng ta xét. Nội dung phần này cô sẽ cùng lớp phân tích sâu hơn ở phần bài tập. Nội dung bài học đến đây là kết thúc. Chúc các em ngày học vui vẻ.